Hình ảnh thực tế mẫu xe Peugeot 408 2023 tại Paris Motor Show 2022, ngoại hình siêu đẹp và cực bắt mắt. Mẫu crossover của Peugeot 408 2023 đã có buổi ra mắt công chúng toàn cầu tại Paris Motor Show 2022 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022. Đây được coi là lựa chọn không thể bỏ qua dành cho những khách hàng muốn tìm kiếm một mẫu xe gia đình thú vị hơn. Mẫu xe Peugeot 408 2023 có kích thước nằm giữa 308 Hatch và 508 Sedan. Hiện Peugeot vẫn chưa công bố giá bán của mẫu xe Peugeot 408 2023 hoàn toàn mới, nhưng dự kiến xe sẽ được bán ra tại châu Âu và Trung Quốc vào đầu năm 2023 với giá bán khởi điểm được dự đoán từ khoảng 28.000 bảng Anh, tương đương 34.105 USD. Peugeot 408 2023 được phát triển dựa trên phiên bản cập nhật của nền tảng EMP xe có chiều dài tổng thể 4.690mm, chiều dài cơ sở 2.787mm, gần như giống hệt với C5X. Cả Peugeot 408 và C5X cũng có chiều cao dưới 59 inch, 1.500mm. Tuy nhiên, Peugeot 408 không đơn giản chỉ là một chiếc C5X thay logo. Peugeot 408 2023 gây ấn tượng với mặt trước táo bạo hơn, thiết kế cửa sổ khác biệt ở cửa sau, những đường nét thiết kế vuông vức, ở phía sau cùng những đường gân sắc nét chạy dọc thân xe. Đường viền mái dốc về phía sau khiến chiếc xe có thiết kế thể thao hơn. Những tấm ốp màu đen trên cản, vòm bánh xe và bao quanh cửa sổ xung quanh xe càng nhấn mạnh vẻ đẹp thể thao, khỏe khoắn cho tổng thể xe. Cụm đèn pha LED siêu mỏng là một trong những điểm nhấn nổi bật của phần đầu xe, kết hợp với dải đèn LED chạy ban ngày đặt dọc hai bên cản tạo thành thiết kế răng nanh sư tử đặc trưng của Peugeot. Cụm lưới tản nhiệt nổi bật với biểu tượng Peugeot mới và hoa văn hiện đại. Tương tự như C5X, động cơ cơ sở của Peugeot 408 2023 là loại 1.2 lít Peugeot, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Peugeot không công bố chi tiết hiệu suất vận hành, nhưng mẫu xe Citroen với cùng một hệ thống chuyển động có khả năng hoàn thành cú tăng tốc từ 0 đến 100 km h chỉ trong vòng 10,4 giây. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn các phiên bản PHEV sử dụng kết hợp động cơ 1 6 lít PIU ở tech với động cơ điện 109 mã lực, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Tại thời điểm ra mắt, PiuZhou vẫn chưa công bố thông tin về phạm vi di chuyển bằng động cơ điện của những phiên bản PHEV. Khoang nội thất của các mẫu xe PiuZhou luôn được đánh giá là một trong những thiết kế nội thất phong cách nhất trong phân khúc xe phổ thông và PiuZhou 408 2023 cũng không phải ngoại lệ. Buồng lái i-Capit e hiện đại bao gồm một vô lăng nhỏ và một cụm đồng hồ đo kỹ thuật số ở phía sau. Màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch được gắn thấp hơn, trên bảng táp lô và được thiết kế hướng về phía người lái. Các thông số kỹ thuật chính xác sẽ khác nhau tùy thuộc vào các phiên bản và các thị trường. Những trang bị nổi bật của Peugeot 408 2023 có thể kể đến như ghế massage, bọc da cửa sổ trời toàn cảnh và dàn âm thanh thương hiệu Focal. Danh sách các trang bị an toàn bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, với chức năng stop và go hỗ trợ đỗ xe với camera 360 độ và công nghệ hỗ trợ tầm nhìn ban đêm, night vision. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.